chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị có những phút giây trải nghiệm tuyệt vời. Đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo ở bên dưới tay phải màn hình của các bạn để nhận những tin tức mới hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày nhé. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống của ta có muôn vàn điều kỳ lạ, thú vị và chúng ta chưa thể khám phá được hết. Và hôm nay chúng tôi xin gửi đến các bạn một câu chuyện hấp dẫn trong chuyên mục Chuyện lạ của ta. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Chàng trai bất ngờ lấy được vợ xinh như hot girl nhờ một lần lai dạo khiến dân mạng dậy sóng. Chỉ một lần lai dạo thôi, trên mạng xã hội mà một chàng trai đã cưới được cô vợ xinh đẹp khiến ai cũng xôn xao. Những mối tình bắt đầu từ mạng xã hội vốn không còn là chuyện hiếm trong thời đại công nghệ hiện nay. Thế nhưng bạn có bao giờ nghĩ người ta có thể nên duyên vợ chồng chỉ nhờ cái lai dạo hay chưa? Nếu không chắc, hãy cùng xem lại câu chuyện có thật xảy ra trong thời gian gần đây nhé. Theo như chia sẻ của chính người trong cuộc thì cặp đôi bắt đầu nói chuyện rồi thích nhau nhờ một lần chàng trai like bài đăng và cô gái vào inbox nhắn tin cho anh. Đặng Trân Trân, nhân vật chính trong câu chuyện, chia sẻ rằng lần đó mình mới chia tay người yêu nên mới đăng, nếu ai like thích bài viết sẽ nhắn tin nói chuyện, mình chỉ muốn tìm người nói chuyện để đỡ buồn thôi. Và sau đó bài đăng của cô có người like thật, tuy nhiên do không để ý nên mấy ngày sau cô mới nhắn tin trả nợ cho người qua đường. Mọi việc tiếp tục thú vị hơn khi cả hai nói chuyện khá hợp ý nhau, lâu dần thành có tình cảm lúc nào không hay. Cô gái 9X kể anh là người chủ động. Hẹn gặp mặt, mình không nhớ lúc ấy có tỏ tình với nhau không. Hai đứa mình nhắn tin mỗi ngày rồi gặp mặt, cứ như vậy quen nhau lúc nào không hay. Yêu nhau khoảng 6 tháng, hai bên gia đình bắt đầu bàn chuyện cưới xin. Đến ngày 22 tháng 5 tới, đôi trẻ sẽ chính thức về chung một nhà. Ngay sau khi câu chuyện được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận về 14.000 lượt thích cùng hàng ngàn bình luận chia sẻ. Nhiều bạn trẻ kêu ca rằng bản thân đã dành cả thanh xuân để đi thả tim, bình luận khắp nơi nhưng chưa bao giờ quen được ai cả. Sợ lấy vợ, chàng trai Bình Thuận hai lần bỏ trốn trước giờ đón dâu, bố mẹ xấu hổ cho đến khi biết lý do là... Quý vị thính giả thân mến, nhắc đến câu chuyện đột ngột hủy hôn của anh Bình xảy ra vào năm 2017 và năm 2011, những người dân ở xã Hàm Cường, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận đến giờ vẫn không khỏi bàn tán xôn xao mỗi khi có dịp ngồi lại. Họ gán cho người đàn ông ấy rất nhiều biệt danh vô cùng nhạy cảm. Còn anh Bình dù cảm thấy có lỗi với hai người con gái mà mình từng yêu, tôn trọng nhưng lại không muốn họ khổ khi bước vào cuộc sống làm vợ. Anh Bình to khỏe đẹp trai, là lái xe khách đường dài. Năm 2009, anh yêu chị Thắm làm thợ may, lúc đó 21 tuổi. Tình yêu của họ được hai gia đình rất ủng hộ, bạn bè ai cũng bảo họ xứng đôi. Sau 2 năm tìm hiểu, họ quyết định tổ chức đám cưới khi anh Bình 31 tuổi. Ngày cưới được chọn là vào ngày kỷ niệm họ quen nhau, dịp lễ Giáng sinh. Hai họ thống nhất sẽ tổ chức tiệc ở nhà gái, nhà trai và làm lễ nhà thờ. Chị Thắm rất hạnh phúc khi cùng bạn trai đi chụp hình cưới, đặt thiệp nhà hàng và mời bạn bè họ hàng hai bên. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, nhà trai chuẩn bị lên nhà gái dự lễ đính hôn. Ngay trước ngày thành hôn ở nhà trai thì anh Bình mất tích không lý do. Chị Thắm cùng gia đình chồng tương lai đi tìm khắp nơi nhưng vô vọng. Bố mẹ anh phải gọi cho từng khách mời xin lỗi. Cho đến khi biết tin ngày đặc biệt của mình bị hủy, anh Bình mới trở về thông báo không muốn làm chú rể. Dù rất buồn nhưng bố mẹ anh tôn trọng quyết định của con trai. Hơn một năm sau chị Thắm cũng có người mới, còn anh vẫn ở vậy. Một lần chở khách từ Bình Thuận vào thành phố Hồ Chí Minh, anh Bình quen chị Lan ít hơn 9 tuổi, khác huyện. Biết tin con trai có người mới, bố mẹ anh rất vui. Ông bà đã chắc mỏng lần này sẽ có cháu ẵm bồng. Song cũng như lần trước, anh Bình đột ngột bỏ nhà đi khi chỉ còn một ngày nữa là chị Lan về làm dâu. Sau hơn 3 tháng không liên lạc được với chú rể, nhà gái sang trả sinh lễ, hai gia đình thông gia hụt, từ đó trở nên thù hằn, miệt thị nhau. Anh Bình tâm sự, cả hai lần trốn làm chú rể, anh đều rất buồn, dằn vặt và đắn đo rất nhiều. Anh Bình tâm sự, tôi không đi đâu cả, tôi thuê khách sạn ở và tắt hết thông tin liên lạc. Ở đó tôi rất cô đơn, tự trách mình vì đã làm liên lụy đến bố mẹ, bạn gái. Cả Thắm và Lan đều là những cô gái tốt, yêu và chung thủy với tôi. Tôi không muốn mình là chồng mà để người phụ nữ phải khổ, phải sống với vỏ bọc, có chồng cũng như không. Hóa ra ở tuổi 25 anh nhận ra, mình rất thích trang điểm để tóc dài, mặc đồ con gái và thích gần gũi người đồng giới, nhưng lại không dám thể hiện vì sợ bị dị nghị, sợ bố mẹ buồn. Anh Bình nói, yêu Thắm và Lan tôi rất khao khát có một đám cưới, rồi có con, ngày ngày được vợ chăm sóc. Vậy nhưng khi mọi thứ đã chuẩn bị xong tôi lại không thắng nổi bản tính trong con người mình.
Tôi là một người đàn ông rất đáng trách và khốn nạn khi hủy hoại tuổi xuân, lòng tin của hai cô gái. Nhưng nếu sống mà cứ lừa dối, tôi không làm được. Anh Bình trải lòng, bây giờ tôi không dám nhìn lại bạn bè, người thân và gặp lại hai cô ấy. Tôi rất sợ gặp phải ánh mắt thù oán của hai cô ấy nhìn mình. Tôi nợ một lời xin lỗi. Giáo sư Vũ Gia Hiền, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Văn hóa Du lịch cho rằng, việc hủy hôn của anh Bình rất là đặc biệt và có hệ thống. Đây là trường hợp đầu tiên xảy ra. Theo giáo sư, anh Bình là người đồng tính không rõ nét, mới biểu hiện, vì thế thường có tâm lý sợ. Những người này vừa muốn có tình yêu với cả nam và nữ. Khi yêu, họ luôn khao khát được sống chung với bạn gái. Vì thế quá trình chuẩn bị cho đám cưới họ rất háo hức. Tuy nhiên khi ngày chung đôi chuẩn bị diễn ra thì họ sợ phải đối mặt với sự thật nên tìm cách trốn tránh và phải một mình dằn vặt. Theo ông Hiền, với những người phải hủy hôn vì lý do bất đắc dĩ như anh Bình thì hãy mạnh mẽ vượt qua và việc làm đầu tiên là gửi lời xin lỗi đến gia đình, bạn bè và chính người mà mình đã họ đặt niềm tin. Giáo sư Hiền nói, có rất nhiều lý do dẫn đến một đám cưới bị hủy, nhưng lý do của anh Bình là không ai muốn và không chỉ là nỗi đau của người bị nhận tin mà cả của người đưa ra quyết định. Tốt nhất anh Bình nên nói sự thật và đối diện với nó để không có chuyện tương tự xảy ra một lần nữa. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã xem video. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để ủng hộ kênh và nhận những tin tức hay, hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong các bản tin tiếp theo.